nào là selfie đẹp. Đẹp không? Sao đẹp quá à? AI camera. AI camera là gì? AI camera phân biệt giới tính, màu da, độ tuổi, làm đẹp cá nhân hóa, giữ lại nét riêng như râu, nốt ruồi và góc cạnh, quét hơn 200 điểm trên gương mặt để so sánh với cơ sở dữ liệu và tiến hành làm đẹp. Chuyện dữ liệu không gian này hết chưa?